Đây là bộ phim kể về nhân vật phản anh hùng có sức mạnh gia đình và khả năng nhìn thấy người da đen trong bóng tối. Riddick, một con tàu vũ trụ đang đi trong không gian, thì gặp một trận mưa thiên thạch đâm xuyên qua thành tàu, gây hư hại nghiêm trọng, thậm chí giết chết cả thuyền trưởng, đẩy tàu đi lệch hướng. Hệ thống máy tính lập tức can thiệp, đánh thức hai người thích hợp của phi hành đoàn để tìm cách sửa chữa vấn đề. Liệu chúng ta sẽ gặp lại Chris Pratt và Jennifer Lawrence? Có cái cục kịch. Chúng ta chỉ có thuyền phó Owens và phi công Fry đang nằm chồng lên nhau. Họ cố tìm hết cách cứu vãn, nhưng con tàu vẫn đi lệch hướng, lao xuống một hành tinh nọ. Phi công Fry định bỏ của chạy lấy người, tháo luôn khoang hành khách để buồng lái đắp đất, nhưng thuyền phó Owens thì không chịu. Với anh, cứu được ai thì cứu. Kết quả là con tàu đâm xuống bề mặt hành tinh, hành khách đi theo thuyền trưởng gần hết. Chỉ còn mỗi nhà truyền giáo Abu cùng với ba đệ tử, một cặp đôi đào mỏ, Zeke, Shaza, một thằng cha thương nhân tên Paris, anh công an áo xanh John và một thiếu niên tên Jack. Tất nhiên là không thể không kể đến Richard B. Riddick, siêu tội phạm cấp 3, nguy hiểm đến mức ngủ đông vẫn phải bịt mồm bịt mắt, cơ mà thế đếch nào lại được vận chuyển bằng tàu dân sự. Tôi chả hiểu, liệu Fry sẽ phải làm gì để cùng những con người này sống sót trên một hành tinh lạ? Trước tiên thì họ phải tìm cách vô hiệu hóa Riddick, tại vì rõ ràng sinh tồn đã đủ khoai rồi, không ai cần chơi ở Among Us. Thế mà giờ Riddick lại chạy mất, khiến cho đoàn người đã yếu bây giờ lại còn phải ra gió. Họ lò dò ra khỏi con tàu nát bấy, thì phát hiện ra mình đã đặt chân lên một hành tinh khô cằn, quay quanh hẳn ba mặt trời, nên lúc nào cũng là ban ngày, và quan trọng là không có nước. Giá như họ là một tộc người nào đó thì hay biết mấy. Cơ mà quay lại chuyện chính, sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm, đoàn người sống sót chỉ tìm thấy một cánh đồng chết, một trạm nghiên cứu địa chất, bên trong có một mô hình thiên văn kỳ lạ, và một thằng cha sát nhân biến thái chỉ trực chờ họ đi vào chỗ vắng để mà hù ra dọa, hoặc là cắt tóc về hết người. Thôi thì ít nhất trong trạm nghiên cứu còn có tí nước, và đỗ ngay cạnh đấy là một con tàu thoát hiểm. Mỗi tội không có pin thay, một người đàn ông đầu trọc, một nạn nhân sống sót khác của vụ tai nạn mau đến tìm trạm nghiên cứu, nhưng bị Zeke giết nhầm vì có cùng kiểu tóc với Riddick. Trong lúc bối rối tìm chỗ chôn người đàn ông kia, Zeke tìm thấy một cái hang và bị con gì đó kéo vào. Riddick cũng ở ngay đó, và tất nhiên là cả đoàn tin hắn là thủ phạm. Anh công an áo xanh John đuổi theo bắt Riddick, giật mất cặp kính râm làm hắn chói mắt, rồi cùng Shaza hạ gục hắn, trói lại trong trạm. Riddick chỉ cười, bảo giờ hắn không phải mối lo lớn nhất của đoàn người sống sót. Cô phi công Fry đến gần Riddick thì nhận ra đôi mắt của hắn ánh lên như mắt mèo, khiến cậu bé Jack gần đó thích thú, hỏi Riddick làm sao để có mắt như vậy. Riddick nói muốn có mắt như thế này, mày gặt đầu vài thằng rồi bị gửi đến một cái nhà tù không có ánh sáng, tìm một thằng cha lăng băm và trả 20 báo thăng long để mà phẫu thuật cho mắt nhìn xuyên bóng tối, hoặc là giết một người bạn và khai mở Sharingan. Cơ mà khoe thế thôi, cái chính là Riddick không giết Zeke, thủ phạm vẫn còn đang ở ngoài đó. Đoàn người sống sót kháo nhau một ý tưởng thiên tài, đó là cho Fry xuống dưới hang xem có tìm thấy Zeke không, và đúng là họ tìm thấy Zeke thật, hay đúng hơn là bàn chân của Zeke. Thủ phạm giết Zeke đúng không phải là Riddick mà là đám quỷ đỏ. Giữa hang tối lâu nên là mất màu và mẫn cảm với ánh sáng, cơ mà đây là hang tối, nên mẹ thằng nào bảo cho một người vào hang tìm Zeke là ý tưởng hay nhá. Fry hoảng hồn mò lên cửa hang gần nhất, được mọi người kéo ra, nhưng bị cái gì đó trong hang kéo ngược sợi dây bảo hiểm, chật vật mãi mà thoát ra được. John trở lại chỗ giam Riddick, giao kèo với tên tội phạm rằng nếu Riddick giúp cả đoàn thoát hiểm thì John sẽ thả hắn đi. Tất nhiên là kèo thơm thế này thì Riddick phải đồng ý. Mọi người vừa làm việc cùng Riddick vừa lo sợ, trừ Jack coi Riddick như Dom Toretto. Đoàn người mang một lõi năng lượng đến con tàu cứu hộ thì thấy nó vẫn còn hoạt động, nhưng mà muốn bay lên được thì cần thêm vài lõi năng lượng nữa. Một chú bé đệ tử của nhà truyền giáo trong lúc đang thám hiểm trạm nghiên cứu thì bị một đám quỷ đen non cắn chết. Họ phát hiện nhà kho của trạm nối liền với hệ thống hang động ở đây. Shaza cố xin lỗi Riddick, cơ mà trông có vẻ là hắn chả quan tâm. Tình hình đang rất là tình hình, họ phải rời khỏi đây thật nhanh để còn kịp săn sale quần nâu cực chất từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam uy tín trên sàn Shopee Mall. Nay đang có chương trình ưu đãi quần nâu xịn mịn chỉ 179k, không nhăn, không chỉ thừa, với chất vải mềm mịn mà không bị nóng mí hoặc kích ứng da, kiểu dáng tối giản dễ phối đồ, ống quần trên mắt cá chân trẻ trung năng động, cho bạn thoải mái tự tin mặc đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, thậm chí là đi ngủ. Quần thì xịn, giá thì giảm sâu xuống còn 179k khi áp mã trên màn hình. Thoát hiểm nhanh để còn về mua quần nào. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại câu chuyện thì theo tính toán của mô hình thiên văn trong trạm, cứ 22 năm sẽ xảy ra nhật thực một lần, và mẫu vật cuối cùng trong trạm là ngày này đúng 22 năm về trước, thế tức là sắp nhật thực rồi. Mà nhật thực thì sao? Thì không có ánh sáng mặt trời, bọn quỷ hàng sẽ lên mặt đất thoải con gà mái. Đó hẳn là cách mà những người ở trạm này 22 năm trước biến mất. Cơ mà có vẻ game vẫn chưa đủ khó, nên là họ cần thêm tí sức mẻ tình đoàn kết. John để lộ với Fry rằng là Riddick biết lái phi thuyền, và hắn chỉ trực chờ để mặc kệ mọi người, bỏ trốn một mình. Riddick cũng tiết lộ cho Fry biết rằng John cóc phải cảnh sát, mà chỉ là một tay thợ săn tiền thưởng, nghiện morphine. Chính gã là nguyên nhân mà tàu hết thuốc, khiến thuyền phó Owens chết trong đau đớn. Cơ mà nhật thực sắp tới rồi, cả đoàn người dùng một chiếc xe vận tải chạy bằng ánh sáng mặt trời để về xác tàu tai nạn, nhặt đốt những lõi năng lượng còn lại, mang về chỗ tàu thoát hiểm. Đáng tiếc là vừa về cái xác tàu thì nhật thực xảy ra.
cả hành tinh chìm vào bóng tối, đúng như tựa đề phim. Chiếc xe thì chạy bằng năng lượng mặt trời nên là bây giờ không khác đống sắt vụn là mấy. Lũ quỷ đen bay ra, kéo theo họ hàng hăng hốc, một chú đệ tử nữa của Ambu bỏ mạng. Ngay sau đó là Shaza. Ngoài trời tối đen như mực, và giờ thì đôi mắt nhìn xuyên bóng tối của Riddick có cơ hội tỏa sáng. Họ đành phải sử dụng những linh kiện trên xác tàu, tạo ra một thiết bị phát sáng lờ mờ, kèm theo đó là những ngọn đuốc thắp bằng rượu tây để xua đuổi đám quỷ đen, cùng nhau mang các lõi năng lượng về con tàu thoát hiểm bằng xe căng hải. Giữa lúc cả đám đang chạy, lão thương nhân Paris thân hồn nát thần tính bỏ chạy và kéo đứt dây làm hỏng thiết bị phát sáng. Lão bị quái vật ăn thịt và lại còn báo những người còn lại tại sao lũ quái vật lại kéo đến đông thế này. Riddick liền tiết lộ vì Jack thực ra là con gái và Jack đang đến ngày nên mùi máu từ cô bé sẽ thu hút bọn quỷ đen. Còn làm sao mà Riddick đánh hơi ra mùi máu kinh thì tôi chịu. John liền muốn hy sinh Jack là mồi nhử để cả đám chạy thoát, khiến Riddick nổi cáu, hẹn John ra solo 1-1. Bằng bản năng hắc ám, Riddick đánh hạ John, chém tên thợ săn tiền thưởng chảy máu, biến hắn thành mồi nhử để cả đám người tiếp tục chạy. Riddick giờ một mình kéo theo các lõi năng lượng, họ đi qua một khe núi, thấy lũ quỷ đen đang giết lẫn nhau để tranh giành con mồi. Một con rơi xuống đất, cào rách chân đồ đệ cuối cùng của Abu, khiến cho cậu bé bị đánh hơi ra và bị bắt lấy. Trong sự bất lực của ông truyền giáo, đúng là cho cắn áo rách. Trời bắt đầu đổ mưa, khiến những ngọn đuốc rượu tắt ngúm. Riddick tìm được một cái hàng hẹp, đưa ba người sống sót cuối cùng vào đó. Còn mình hắn bỏ đi về chỗ con tàu trước. Abu, Jack và Fry chui giúp trong cái hang bé tí, tưởng rằng số mình đã hạn. Cơ mà ngay khi ngọn đuốc cuối cùng tắt đi, họ nhận ra trên trần hang là hàng chục con sâu phát sáng. Cả ba người nhét sâu đầy vào những chai rượu rỗng, rồi để Fry chạy đi tìm Riddick. Thấy hắn sắp sửa cất cánh đến nơi, cô phi công cầu xin Riddick quay lại cứu Jack và Abu, nhưng hắn lại rủ cô trốn luôn, bỏ hai người kia lại. Fry nổi điên, bị Riddick hỏi ngược lại, xem liệu cô có dám hy sinh thân mình để cứu họ không. Cô phi công vẫn còn mặc cảm tội lỗi từ đầu phim, trả lời Riddick rằng cô sẵn sàng hy sinh thân mình đổi mạng hai người họ. Và câu trả lời đó của cô khiến Riddick đổi ý, quay lại cứu Abu và Jack. Họ cùng nhau trở lại cái hang, cứu Jack và Abu ra ngoài. Bốn người cuối cùng kéo nhau về lại tàu thoát hiểm, nhưng thế bất nào Riddick lại để lạc nhóm, bị lũ quỷ đen tấn công bị thương. Fry quay lại cứu anh, nhưng bị một con quái từ đâu đâm thấu tim rồi tha đi mất. Riddick lò dò về tàu, khởi động động cơ, thiêu cháy nhiều quỷ đen nhất có thể, rồi nhấn ga rời khỏi hành tinh. Jack hỏi Riddick họ nên báo cáo với chính quyền thế nào, thì anh nói cứ bảo rằng Riddick đã chết mất xác ở hành tinh kia. 5 năm sau sự kiện trên hành tinh MU, Riddick đang trốn chui trốn nhủi trên một hành tinh lạnh sun vòi, không một bóng người. Cơ mà thế bất nào hắn vẫn bị săn đuổi bởi lũ thợ săn tiền thưởng vũ trụ. Tất nhiên là mấy thằng tép diêu này trả bỏ cho Riddick dính răng. Sau một hồi tra hỏi thằng đội trưởng, Riddick biết được cáo thị săn lùng manh đến từ hành tinh Helion Prime. Sau khi đã có những thông tin cần thiết, Riddick hất cẳng thằng thợ săn ra khỏi phi thuyền, rồi tự mình lái đến Helion Prime. Vì có vẻ như là tuy cáo thị ẩn danh, nhưng chỉ có duy nhất một người trong thiên hà này biết Riddick đang ở đâu. Trong khi đang ngủ đông chờ đi đến Helion Prime, Riddick mơ thấy một người phụ nữ ăn mặc kỳ dị đặt tay lên ngực hắn, dù gì cái gì đấy về một hành tinh tên là Furia. Cơ mà chưa kịp hỏi thêm cái gì thì Riddick đã đến nơi, bị kiểm soát không lưu bắt hạ cánh kiểm tra. Sau khi hất văng phi thuyền của chính quyền, Riddick đáp xuống Tân Mecca, nơi nhà truyền giáo Abu từ phần 1 đang sống với vợ con, và hỏi tội ông. Vì ông là kẻ duy nhất biết được hành tung của hắn, Riddick kề dao vào cổ Abu. Ông mới giải thích rằng cáo thị truy nã anh chỉ là cái cớ để mà gọi Riddick đến đây. Theo lời của bà già ngự khí sư tên là Arion, giúp người dân Helion Prime có cơ hội chống lại hiểm họa trước mắt, lũ Necromonger, những kẻ diệt thế, trừng phạt, đồng hóa, phá hủy bất cứ hành tinh con người nào mà chúng đặt chân đến, trên hành trình tìm đến Underverse, miền đất hứa của chúng. Lũ Necromonger được dẫn đầu bởi một kẻ gọi là Thống Soái, lão tự nhận mình đã đến Underverse và đã trở về trong trạng thái thăng hoa, nửa sống nửa chết. Cả Arion lẫn Abu đều tin rằng đôi mắt của Riddick chứng tỏ anh là người của hành tinh Furia, nơi tương truyền sẽ sản sinh ra đối trọng chống lại lão Thống Soái của lũ Necromonger. Mỗi tội là hành tinh quê Riddick bị lũ Necromonger phá tan tác, giết hết đàn ông của mẹ rồi. Còn mình Riddick còn sống thì sure kèo anh là người được chọn. Riddick kiểu: "Ê bro, mình đang nói về một đội quân xấu xa đấy, ông thử gọi, tôi không biết nữa, cảnh sát chưa?" Abu thì kiểu: "Hell no, nhìn màu da của tôi đi bro." Và Riddick không cãi được. Sau khi hỏi Abu về hành tung của cô bé Jack, Riddick lập tức thể hiện sự quan tâm bằng không của mình với tình hình chính trị. Vừa đúng lúc quân Helion Prime đến khám nhà Abu để mà tìm tên chó chết dám tông vào viên chức lúc sáng, Riddick lại lao vào đánh nhau với quân Helion Prime để tẩu thoát. Cơ mà đang đánh dở thì lũ Necromonger đáp xuống hành tinh, phát động cuộc xâm lược. Trong lúc chạy loạn, Abu đã hy sinh thân mình để cứu lấy vợ con, còn Riddick không kịp đến cứu ông. Sáng hôm sau, quân Helion Prime đã bị lũ Necromonger đánh bại hoàn toàn. Trên quảng trường, một giáo sĩ của lũ Necromonger, kẻ thành tẩy, đang giảng đạo và dụ đạo toàn bộ dân chúng. Tất nhiên là ban đầu người ta không chịu. Cơ mà ngay sau khi thông soái xuất hồn, thu thập hắc ám một thanh niên phản đối, thì tất cả đồng loạt quỳ xuống, tất nhiên là trừ Riddick ra. Hắn ở đây chỉ với một mục đích, trả thù cho Abu. Sau khi trả thù cho bạn, Riddick định rời đi,
nhưng bị lão thống soái giữ lại. Theo tôn giáo của lũ Necromonger, người ta được giữ thứ thuộc về kẻ mà người ta giết, nên việc Riddick đánh bại tên lính thân cận của lão, tức là anh giành được vị trí của hắn, điều mà ít kẻ có thể làm được. Riddick hỏi thế tên lính này có tình cờ có luôn một cô vợ cực múp không. Thống soái bảo thằng chó này mày tôn trọng phụ nữ xem nào, và mày thú vị đấy, tao mang về tàu nghiên cứu thêm. Lão sai người mang Riddick vào cho các nhà ngoại cảm xem xét thì phát hiện ra hắn đúng là người Furia, hành tinh mà lão đã ra tay chinh phạt để mà phòng trừ hậu họa. Lão ra cho người thủ tiêu Riddick. Cơ mà đáng tiếc là Riddick là hậu duệ của linh xe ôm, một mình hắn chấp hết. Riddick bỏ chạy khỏi tàu của thống soái, cơ mà đi được nửa đường thì bị thằng cha thợ săn tiền thưởng ở đầu phim ép góc bắt đi nộp đại cho một cái nhà tù nào đấy để mà lấy tiền tiêu xài bằng ngày Q200 của mình. Riddick thao túng tâm lý được thằng thợ săn tiền thưởng, đưa hắn đến nhà tù ở Crematoria, một hành tinh gần mặt trời đến mức bề mặt bị nung chảy. Theo lời của Abu trước khi chết thì Jack đang ở đó. Lão thống soái ra lệnh cho chỉ huy Vaco đuổi theo Riddick. Trước khi đi, hai vợ chồng Vaco cùng thảo luận nếu lão thống soái đã muốn Riddick chết đến thế thì có lẽ hắn chính là người được chọn thật, phải cẩn thận một tí. Trở lại với quả nhà tù nóng bỏng kia, Riddick đã bị thả xuống ngục. Sau một hồi vật lộn, hắn tìm được Jack, giờ lấy tên là Kira, đang làm anh làm chị ở đây. Riddick trách Jack tại sao lại trở thành tội phạm, còn Jack thì chê Riddick là thằng xạo chó, làm gì có ai phẫu thuật mắt thành giống hắn được. Cơ mà sau một hồi vật lộn thì họ cũng đã làm hòa với nhau. Phía trên đài chỉ huy, lũ cai ngục và thợ săn tiền thưởng này ra xung đột khi đám cai phát hiện ra bọn thợ săn đã bắt Riddick từ lãnh thổ của Necromonger. Kết quả là đám thợ săn tiền thưởng bị giết hết, còn mỗi thằng cầm đầu ném xuống ngục, cho lũ cai ngục bỏ của chạy lấy người. Riddick và các bạn tù mới quen nhét thằng cầm đầu vào chuồng chó, rồi tìm cách trườn lên bề mặt của hành tinh, vừa chạy đua với đám cai ngục, vừa chạy đua với ánh sáng mặt trời. Họ chạy mãi, tí nữa thì biến thành người thui cả bọn, bắt kịp được đám cai ngục. Nhưng đen cái là đúng lúc đấy thì lũ Necromonger do Vaco chỉ huy đã đến nơi, đám cai ngục bị giết chết ngay lập tức. Riddick và các bạn lao vào giao chiến với Vaco, nhưng bị lũ Necromonger hành cho ra bã. Trong thời khắc hiểm nghèo, Riddick thức tỉnh sức mạnh nhân vật chính, hất vang lũ Necromonger rồi bất tỉnh. Vaco thấy Riddick đã sập, cho người rời đi, tiện thể bắt luôn Kira cho nóng. Tưởng như Riddick sẽ nằm đây và bị mặt trời hun ra cho, nhưng có một nhân vật đã cứu hắn, đó không ai khác chính là tên đủ kẻ thanh tẩy. Hắn đến đây trong trường hợp nếu Vaco không giết Riddick thì đưa ra offer để mà Riddick tránh xa Helium Prime, tránh xa lũ Necromonger và lão thống soái, hắn sẽ được tự do. Cơ mà sau khi nhìn thấy Riddick thức tỉnh sức mạnh Furia thì hắn tỉnh ngộ. Bất ngờ chưa, kẻ thanh tẩy cũng là một người Furia, nhưng chấp nhận bị bọn Necromonger đồng hóa để sống sót. Kẻ thanh tẩy khích lệ Riddick trả thù cho quê hương, rồi đi ra tự sát trong ánh mặt trời thiêu đốt, ngay như kiểu Edward Cullen. Riddick rời khỏi Crematoria, cũng vừa lúc Vaco đi về báo công, được thăng chức lên làm siêu chỉ huy cấp 2. Thống soái hớn hở đi gặp Arion, thì bị bạo dội một gáo nước lạnh rằng Riddick vẫn chưa chết. Hắn rén tụt vòi, đòi rời khỏi Helion Prime. Riddick bí mật trở lại Helion Prime kịp lúc, lẻn vào tàu của thống soái, nhưng lơ ngỡ thế nào thì bị vợ Vaco nhìn ra. Ả về báo với chồng, nhưng khuyên chồng không nên báo với thống soái, hãy để Riddick giao chiến với lão già, còn mình vào mà KS lấy cái ghế thống soái. Riddick lẻn được vào phòng ngai của lão già thì bị lão đánh đòn tinh thần bằng Kira, giờ đã bị đồng hóa thành Necromonger, làm cõi lòng Riddick tàn nát. Nhưng đáng tiếc, hành động đó của lão thống soái chẳng khác nào khiến Riddick sôi máu hơn. Giao tranh nổ ra, Riddick và lão già solo 1v1, nhưng tất nhiên là giữa cái phòng sáng trưng, lão thống soái lại còn có khả năng xuất hồn, nên là Riddick bị đấm như con. Ngay khi lão thống soái định thu thập hắc ám Riddick để mà giết chết hắn, Kira từ đâu chạy đến, xiên cho lão một phát xuyên lưng. Lão hất con bé vào cái cột đầy gai. Trong lúc lão thống soái đang mất cảnh giác vì bị đâm bất ngờ, vợ Vaco thúc chồng xuống KS Riddick, nhưng khi cây rìu của Vaco vừa vung xuống thì lão già đã xuất hồn bỏ chạy. Đen đủi thay, lão bỏ chạy thế nào lại chạy đúng vào tầm dao của Riddick, thế là lão thống soái chết. Riddick chạy đến bên Kira, nhưng chỉ kịp để nghe lời từ biệt. Riddick ngồi vật ra ghế trong đau khổ, nhìn đám Necromonger từ từ tiến lại chỗ mình, rồi ngạc nhiên khi cả lũ quỳ xuống. Theo luật của đám Necromonger, người ta được giữ thứ thuộc về kẻ mà người ta giết, nên Riddick tự dưng lại thành thống soái của cả quân đoàn. Mở ra một trường đếch biết nên vui hay nên buồn cho lịch sử vũ trụ, và may là lão thống soái không có một bà vợ nhăn nheo. 5 năm sau khi Kira chết, Riddick giờ đang hơi ế đít vì ngồi trên ghế thống soái quá lâu. Đám Necromonger thì cũng không yên vì Riddick không chịu đi theo tôn giáo của chúng, còn Riddick cũng chả yên vì hơi tí lại có đứa đòi ám sát hắn. Hết cách, hắn đành offer với Vaco sẽ nhường ghế cho hắn nếu Vaco giúp Riddick về lại Furia. Vaco đồng ý, cử người đi hộ tống Riddick, nhưng thằng hộ tống và lính lác lại dẫn Riddick đến một hành tinh bỏ hoang để mà thủ tiêu. Riddick lật kèo được bọn lính lác, nhưng bị thằng hộ tống bắn vỡ mỏm đá mà hắn đang đứng, làm Riddick rơi xuống núi, què chân. Riddick phải tập tễnh sinh tồn, chống lại những sinh vật khát máu ở hành tinh lạ để đối đầu với những khó khăn trước mắt. Hắn quyết định đi ngủ cho đến lúc hết què. Sau khi chân đã lành, Riddick tỉnh dậy, tự chế vũ khí, tiêm độc vào người để tăng sức đề kháng, rồi nuôi chó, luyện tập để tiêu diệt lũ quỷ bùn, thông đường ra thảo nguyên. Ngoài thảo nguyên rộng lớn chả có gì, ngoài một trạm giao liên dành cho lính đánh thuê. Biết được cơ hội về nhà của mình nằm đây,
nhất là khi mùa mưa sắp tới. Và mùa mưa ở đây thì cũng chẳng khác gì nhật thực ở phần 1, là tiền đề cho lũ của nợ từ dưới đất trồi lên cắn người. Riddick đột nhập vào trạm, tự scan mặt mình, gửi tín hiệu báo động cho lính đánh thuê và thợ săn tiền thưởng. Ngay lập tức, một con tàu chở đám thợ săn tiền thưởng đáp xuống bề mặt hành tinh. Bên trong toàn máy thẳng nhìn như đầu đường xó chợ, đội trưởng Satana, đội phó Drax the Destroyer, nhà chuyên đạo Luna và bốn thành viên phụ kiểu gì cũng thành khiên thịt. Cơ mà đây không phải là con tàu duy nhất, mà ngay sau đó, một con tàu trông vừa đẹp và chuyên nghiệp hơn cũng hạ cánh, chở theo đội trưởng John, xạ thủ Dahl và hai ông nữa không cần nhớ tên. Satana sợ John đó chia tiền, đây đẩy đòi đuổi băng thợ săn kia đi. Nhưng lão John bảo chỉ đến đây để nhìn, chứ cầu xin thì lão mới giúp, để ngăn Riddick cướp tàu bỏ chạy. Cả hai tháo lõi năng lượng ở trên tàu, rồi nhét vào trong tủ ở trạm, dùng khóa chống trộm gây nổ để đảm bảo an toàn. Ngay trong đêm đầu tiên, ba thằng thợ săn trong đội Satana đã bị Riddick cho đi bán muối, khiến thằng cha đội trưởng chân lạnh toát, nhờ John giúp đỡ. John đuổi theo con chó của Riddick, tìm được cái hang mà hắn trốn, nhưng hóa ra đó chỉ là đòn dương đông kích tây. Riddick lợi dụng cơ hội đó để đột nhập vào trong trạm, dùng đòn tâm lý khiến Satana mở tủ, rồi thừa cơ dọa thằng thợ săn da đen trong đội của John lấy hai lõi năng lượng mang đi chôn. Riddick đưa ra offer rằng nếu cho hắn một con tàu để chạy trốn, thì Riddick sẽ tha mạng cho cả bọn. John và Satana hẹn Riddick ra ngoài đồng trao đổi, nhưng hóa ra đó chỉ là một cuộc phục kích. Dahl bắn Riddick gục bằng thuốc mê dành cho ngựa, giúp cả đám thợ săn tiền thưởng bắt được tên tội phạm truy nã. Trước khi Riddick mất tỉnh táo, hắn úp mở rằng cả bọn nên chấp nhận đề nghị của hắn. Trước khi mưa xuống đến trạm giao liên, con chó của Riddick lao đến bảo vệ chủ thì bị Santana bắn chết. Riddick bị kéo vào trong trạm, trói lại. John giờ mới tiết lộ lý do thật sự khiến mình đến đây. Lão không đến vì tiền thưởng, mà muốn hỏi Riddick chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh MU 10 năm trước. Hóa ra đây chính là John bố, bố của John con ở phần 1, muốn biết chuyện gì xảy ra với con trai của mình. Thế mà thằng này cứ đùa đùa, làm John bố đã tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng. Trời mưa xuống, và giờ đám thợ săn tiền thưởng mới biết cái mà Riddick úp mở là gì. Trời mưa đánh thức bọn quỷ bùn đang ngủ đông khắp nơi, tấn công chạm giáo liên, tiêu diệt hai người trong đội của John. John bố sau khi thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề, hứa hẹn sẽ thả Riddick để lấy lõi năng lượng, rời khỏi hành tinh quỷ quái này trước khi quá muộn. Satana đòi giết Riddick thì bị hắn giết ngược để mà trả thù cho chó. Cả đám vừa đánh vừa lui về phía những con tàu vũ trụ, thì một tên trong đội Satana bị quỷ bùn con cắn, nhiễm độc chết. Riddick, John và đội phó Drax của đội Satana lên xe bay, vít ga đi tìm lõi năng lượng. Trong khi ba thằng đang tổ lái, Drax chèn xe của John, làm lão thợ săn ngã xuống dốc, hỏng xe, phải ngồi sau xe của Riddick mà đi đến chỗ chôn đồ. Đến nơi, khi Riddick vừa đào hai cục lõi lên, vừa kể lại cho John về thằng con si ke nghiện hút của lão, kẻ dám lấy trẻ con ra thí mạng. Drax trở mặt tấn công cả hai, nhưng đáng tiếc là Riddick đã giấu vũ khí dưới hai cái lõi năng lượng. Chờ Drax mất cảnh giác thì lao vào băm luôn. Drax chết, súng cấp cò bắn hỏng xe bay, cơ mà chiếc còn lại thì hắn cũng đã phá luôn từ trước, giáp tâm giết cả John lẫn Riddick, nên là giờ hai ông tướng này đành phải vác cái lõi năng lượng đi bộ về tàu. Giữa bầu trời tối đen cùng cơn mưa tầm tã, bóng tối trước mắt đến bắt cả hai đi, cùng rất nhiều quỷ bùn. Nhưng Riddick có dao, còn John có súng, họ dùng hợp thành gangplank, họ đành phải hợp tác với nhau, vừa đánh vừa chạy. Riddick và John phối hợp vô cùng ăn ý, cho đến khi Riddick bị một cái càng quỷ bùn đấm thấu ngực, gục xuống. John đến bên, định bê Riddick dậy, nhưng thực chất lão chỉ lật úp hắn, lấy lõi năng lượng rồi chạy về tàu, bỏ Riddick ở lại. Riddick phải dùng một hòn đá nóng để cầm máu vết thương, vừa đánh vừa lui đến một mỏm đá cao. Tưởng như hy vọng đã hết, Riddick sẽ bị lũ dở hơi này xé xác, thì John lái tàu đến kịp lúc, dùng súng bắn yểm trợ, để Dahl thòng dây xuống cứu hắn. Sáng hôm sau, John, Dahl và Luna, thành viên sống sót cuối cùng của đội Satana, đi một tàu, để lại cho Riddick một tàu, cùng rời khỏi hành tinh lạ. Riddick tán thưởng John bố vì không hèn như John con, rồi hai con tàu từ biệt nhau, tiến vào vũ trụ, đi khuất tầm mắt. Riddick trở lại hạm đội Necromonger, tìm được tên hộ tống đã thủ tiêu hắn, hỏi xem Vaco đang ở đâu để tính sổ, thì biết được rằng Vaco đã thăng hoa lên, giống như thống soái tiền nhiệm, báo hiệu sự xuất hiện của một địch thủ đáng gờm trong tương lai sắp tới. Hành trình của Riddick tạm dừng tại đây, ít nhất là cho đến năm sau phim ra phần 4. Thật sự khó mà chờ được đến lúc mà Riddick tìm được gia đình của mình và tất cả cùng lao xe về phía Vaco hét lên It's Cool Out Time và giết chết hắn bằng Avada Kedavra. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.